Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và một số sở ngành trên địa bàn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng đầu năm, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Tại buổi làm việc, ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đề xuất Bộ Công Thương tiếp tục quan tâm, bố trí vốn cho chương trình mục tiêu hoặc sử dụng các nguồn vốn ODA để tỉnh Thái Nguyên hoàn thành dự án, đề nghị Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN giúp tỉnh đầu tư hạ tầng điện gồm trạm biến áp, đường dây và hạ tầng kỹ thuật khác để đáp ứng nhu cầu cho một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khoảng 5.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiết kiệm thời gian, chi phí trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, tạo điều kiện ủy quyền cho Sở Công Thương được cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực công nghiệp, thương mại của Thái Nguyên trong thời gian qua. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, Thái Nguyên cần tính toán đến khả năng liên kết các địa phương trong vùng và cả nước khi triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời cần tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp khởi nghiệp. Trước những kiến nghị của địa phương, Bộ trưởng cho biết, Bộ Công Thương thống nhất chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ và EVN ưu tiên nguồn lực đầu tư để đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Về việc cấp điện cho các xóm, bản khó khăn, Bộ trưởng cho biết hiện nguồn vốn trung ương đầu tư cho các hạng mục này còn hạn chế. Tuy nhiên, Bộ Công Thương thống nhất với Thái Nguyên sẽ tiếp tục rà soát, cân đối nguồn lực để địa phương sớm hoàn thành việc đưa điện lưới về thôn bản. Với kiến nghị ủy quyền cho Sở Công Thương được cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa CO, Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.